Cuối cùng đoàn đã có được cái nhìn rõ ràng đầu tiên về các loài động vật khác thường này. Qua ống kính camera, chúng được biến đổi, thanh lịch, thư thái và hoàn toàn thoải mái trong khu rừng tối đen. Đây là hai con lợn, dường như chúng không vội vàng bỏ đi. Trên cây có một con cái. Một trong những con lợn leo lên cây để thử vận may với cô nàng. Đó là cơ hội hiếm có đối với Kevin để ghi lại những thước phim về loài hố này. Những con đực khác bắt đầu tụ họp xung quanh cây hẹn hò. Đó là một cảnh tượng lạ lùng. Đêm nghe đã hiểu thêm một chút về hành vi của chúng. Nhưng cô vẫn lo lắng khu rừng khổng lồ này có thể chỉ còn 10 con cái, và bao nhiêu đó là quá ít. Sinh vật đẹp và bí ẩn này có thể đang có nguy cơ tuyệt chủng mà chúng ta mới biết về nó quá ít. Cũng như nhiều động vật hoang dã của Madagascar, thách thức sẽ được khám phá nhiều hơn trước khi quá muộn.